Alo, chào đại gia đình. Lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Ồ la 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 la. Đồ nóng ho, nóng nữa vừa thổi vừa ăn luôn. Ừ. Cũng là một cái vụ án mà liên quan tới con Lan đây nha. À, ngày hôm qua tòa xử rồi, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Chiên đó quý vị. À, ngày hôm nay nó làm đơn, nó kháng cáo quý vị. Tận cùng của sự khốn nạn luôn. Trời ơi, tôi thấy sao mà nó nhức cái răng giả quá. Nhức cái răng giả quá. Tặng cho Lan bài nha Lan ơi. Ngày xưa Lan bán sữa đầu nành. Ngày xưa Lan đạp chiếc xe màu xanh. Em, chính em ngày xưa đó cũng bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Đời cha Lan cũng bán sữa đậu nành. Đời Lan thì đạp chiếc xe màu xanh. Cha với con là cùng một thứ, cũng bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Rồi một hôm tôi gặp nàng, nàng bán sữa đậu nành ở tận ngã tư mà hàng xanh. Tôi thấy Lan đẹp tôi mến, rước Lan về đêm đêm mình tình tan. Ngày xưa tôi có một nhà hàng. Ngày xưa Lan nghèo đói lang thang. Tôi thấy Lan đẹp tôi mến, rước Lan về đêm đêm mình tình tan. Từ khi Lan bước vào nhà hàng là tôi nè là gặp lắm gian nan. Lan thấy tôi già lang chang, bán nhà hàng lấy tiền Lan theo trai. Nhất có rắn sao ăn kẹo dưa. Rồi thôi giải trí nha. À, vui chơi không quên nhiệm vụ. Hát là hát, vui là vui, nhưng phải vô vấn đề chính. À, đây. À, thì ngày hôm qua quý vị Sơn Sàm cũng đưa ra cái quan điểm của mình về cái phiên tòa xét xử anh Thịnh đó. Anh Thịnh mà tới đòi nợ nhà của anh Lan đó, thì kết quả thì hôm qua thì tôi đã thông báo chính thức là anh Thịnh đã bị 1 năm tù giam, kèm theo là phải đền bù cho bà Đinh Thị Chiên 74,5 triệu đồng. Đó. Tuy nhiên ngày hôm nay bên phía bị hại bị hại nha, đó là bà Đinh Thị Chiên đó. Bà Đinh Thị Chiên này bà kháng cáo đó, bà làm lồng lộn lên, bà làm bà làm hết đó, bà không chịu nghe đó. Cái lý do tại sao bà không chịu, trời đất ơi khốn nạn lắm quý vị. À, bây giờ để bà con biết mình biết nó khốn nạn như thế nào ha. À, cho tôi 30 giây tôi quảng cáo cái bán hàng mà mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn nghe chưa. Đó, thì ở trong này nè em có bán rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng đó, những sản phẩm về sức khỏe, làm đẹp, collagen hoạt huyết dưỡng não và rất là nhiều, ví dụ như là dầu nóng xoa bóp, salon bath, những miếng dán chân thải độc của Nhật Bản, nói chung rất là ok. À, rồi em xin giới thiệu nhẹ cái đây là cái miếng dán chân đây đó, thấy không? À, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi đó, trước khi đi ngủ là chúng ta ngâm hai cái chân ta vô trong cái nước ấm á, 10 phút sau đó lau khô đi, rồi chúng ta xé hai miếng dán, chúng ta dán vào lòng bàn chân ha. Đó, mình ngủ tới sáng mình lột ra hai cái miếng dán này nó đen thui luôn. Đó là bắt đầu sáng mình ngủ dậy là cơ thể mình nó khỏe mạnh nè, tinh thần mình nó thoải mái nha quý vị. Đó, cái này cực kỳ hữu ích cho sức khỏe nha. Một hộp này tới 36 miếng nha. 36 miếng em bán 950 ngàn. À, tại Việt Nam em miễn ship nha. Rồi, đó, thấy không? Miếng dán chân nè. Đó. Rồi đây là đông trùng hạ thảo nha. Đông trùng hạ thảo dành cho các cô chú anh chị mình bị thận nha. À, thận hư, phế hư, thận yếu, tiểu gắt, tiểu đêm nè, đó ha.
rối loạn về chức năng sinh lý các kiểu. Đó, nó về thận đây. Nam nữ BD đều dùng được hết nha quý vị. Hộp này là 180 viên. 180 viên nha. Đó, em bán 2.850.000. 2.850.000 đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 100% made in Japan. Rồi, miễn ship ở Việt Nam, các anh chị ở nước ngoài tính thêm phí ship nha. Rồi, ở trong Zalo này có cả 100 sản phẩm, các anh chị kết bạn Zalo này nha. Đó, biết đâu có một cái món hàng nào đó mình cần thì sao? Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi. Quay trở lại vấn đề chính. Đây. Thì tôi đưa một cái bài báo cho quý vị mình đọc nha. Đây. Đó, cái bài báo nó viết như thế này nè. Vụ án đánh nhầm người vì nghe theo nhóm YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó. Bà con thấy không? Báo chí bây giờ cũng ngộ ha. Bởi tôi nói bà Hằng bà cũng tội nghiệp. À, ở tù cũng không yên. À, lúc trước á, con Duyên Mai, con Đinh Lan, con Diệp Già, con Thanh Trần nó nói là à, bà Hằng chửi bới nó thì nó giống như là nó phản pháo lại. À, chửi nó quá nó phản pháo lại. Bây giờ cả năm mấy nay rồi, cả năm nay bà Hằng bà có lên tiếng đâu, bà có nhắc gì tụi nó đâu, mà tụi nó vẫn chửi bà ra rả. À, còn báo chí ở đây bây giờ này, báo pháp luật, tự nhiên cái vụ này cũng đưa bà Hằng vô, cũng dính vô chút xíu, cái gì cũng viết cái tiêu đề cũng phải ngoéo cái tên bà Hằng vô đó một xíu ha. À, đây, sau khi tòa tuyên án bị hại là nữ giáo viên, à, bà Đinh Thị Chiên này là nữ giáo viên nha quý vị, nữ giáo viên nha, giáo viên đó, thầy giáo này chắc tháo giày ra là chọi vô phụ huynh rượt chạy, thầy giáo mà tháo giày đó. À, giáo viên mà vậy thì tôi nghĩ là cũng phụ huynh mà có con cho theo học thì chúng ta phải cân nhắc nha quý vị, cân nhắc nha, cái tâm bà này cũng chưa tốt đâu. À, bà Đinh Thị Chiên á, chị Đinh Thị Lan đó quý vị. À, thì đây, à, bà cho biết là sẽ kháng cáo toàn bộ bản án. Đó thì hồi sáng 21 tháng 2 là sáng ngày hôm qua thì tại cái tòa án nhân dân quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Vũ Văn Thịnh 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời tòa buộc bị cáo Thịnh phải bồi thường cho bà Chiên là chị của bà Lan 74,5 triệu. À, thì đây, mặc dù không có mặt trong phiên xử, à, đó là bà Chiên ngày hôm qua bà vắng mặt, nhưng bà Chiên cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ bản án vì mức bồi thường 74,5 triệu đồng mà tòa tuyên là quá thấp so với yêu cầu của mình. Đó, bà yêu cầu bồi thường 350 triệu. Trời ơi, khốn nạn không, ác ác cũng vừa vừa thôi, để tôi xíu nữa tôi phân tích cho nghe. Đó, bà cho rằng những thiệt hại tổn thất về sức khỏe, thu nhập còn lớn hơn rất nhiều thu nhập. À, ngoài ra bà Chiên cũng sẽ kháng cáo đối với mức án mà tòa tuyên vì quá nhẹ so với những gì Thịnh đã gây ra, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm của những YouTuber có liên quan. À, bà nói rằng là một mình anh Thịnh thì không thể tự ý hành hung mà có sự giúp sức kích động lôi kéo từ phía nhóm YouTuber, cho nên nếu chữ xét xử Thịnh mà không xét xử những người còn lại là không đúng. À, ý bà Chiên này bà muốn xử hết cho ở tù hết. À, theo cáo trạng đó thì quý vị cũng biết rồi ha, thì cái vụ án này quý vị cũng biết rồi nội dung rồi ha. Đó, thì đây, anh Thịnh nắm cổ áo khoác bà Chiên rồi quật ngã. Đó, rồi giật mắt kính của bà Chiên. Đó, thì sau đó thì người ta nói là khám nghiệm tử thi, xin lỗi không phải khám nghiệm tử thi, đó là người ta giám định thương tật, là người ta nói là bà bị 20%. À, kết quả giám định là bà bị thương tật 20% nha quý vị. Thì đây, bà có nói là bà kèm theo một cái nữa là bà bị mất 120 triệu và một sợi dây chuyền vàng. À, ok. Rồi, để bây giờ tôi sẽ phân tích cái độ khốn nạn của bà này ha. Đó, thì bây giờ tôi nói thiệt, ví dụ như thế này, cái việc gì nó qua thì nó cũng đã qua, và trong này thì tôi cũng chưa biết được lỗi cho phía ai ha. Đó, nhưng mà ông Thịnh ông giật xuống, ông có đụng tay đụng chân là ông Thịnh là ông sai rồi. Đó, thì ông Thịnh này đương nhiên là ông sai, đúng không? Đó, mình gây thương tích thì mình phải chịu pháp luật trừng trị thôi. Đó, và ông đã bị phạt 1 năm tù và
và đền bù 74,5 triệu. Đó, tuy nhiên xét về góc độ lương tâm con người nha, đó, cái thứ nhất về cái sự thật thà, đây là một nhà giáo, đó, một người mà dạy học sinh, dạy về gì? Đương nhiên là một người nhà giáo thì một giáo viên thì mình phải dạy học sinh về cái sự cái sự mà thật thà, về cái tính tính trong sạch đó, để mình dạy cho học sinh có sao nói vậy, đừng có bị đặt vu khống, không? Này là tôi thấy là không đúng rồi. Nó giật xuống thì bị thương tật. Thì đó, trong quá trình đó thì tôi cũng không biết bên nào đúng bên nào sai. Nhưng mà ví dụ như bây giờ bà có tiền, bà có mất tiền hay không? Nhưng mà trong phiên tòa thì không đề cập tới cái chuyện bà mất 120 triệu với lại một dây chuyền vàng, đúng không? Tòa đâu có đề cập tới vấn đề này, chứng tỏ là bà vu khống. Bà vu khống. Cái đó là một cái tội ác đầu tiên này. Nghĩ sao người ta đông đen người vậy đó mà ông Thịnh này ông bay tới ông giật xuống một cái thôi. Ông vừa giật xuống một cái thôi kêu lên mất 120 triệu với dây chuyền vàng. Vừa phải phải thôi, để đứt lại cho con cho cái nữa. Đó, giống như mấy ông nội thầy chùa ở dưới Tà Am. Thiền Am trên bờ vũ trụ đó. Đợt ông Thắng bà Mai vô kiếm con đó, cái lục tìm Diễm My đó. Đó, mấy cha cũng rống cái mỏ lên nói mất mấy trăm triệu, mấy tỷ gì đó. Tiền mất đó. Tiền đâu dễ mất vậy mấy cha. Ai đâu mà lấy. Đúng không? Đó là vu khống cho người ta. Ném bốc lửa bỏ tay người đó. Cái điểm đó là tôi không có nói về góc độ về luật pháp. Nhưng mà tôi nói về góc độ lương tâm con người ấy, là thấy là trật rồi. Đây là có con người không tốt rồi. Mới giật xuống cái là giờ giống như kiểu mà ăn vạ đó, rồi báo ô tôi mất 120 triệu với lại một cái dây chuyền vàng. Xin lỗi, cái dây chuyền mà ở đây nè, mà đeo ở đây nè, mà để mà giật bao nhiêu con người ở đó, bao nhiêu cái camera mà youtuber nó quay vậy đó, sao không ai thấy? Rồi 120 triệu, xin lỗi quý vị, chứ 120 triệu là cái cục tiền nó phải như thế này nè, đúng không? Đó là tôi nói cái tờ 500 thôi đó. Còn nói tờ 200 hay tờ 100 nó thì 120 triệu nó phải cục phải cái này. Mà mới giật bà xuống cái là sao mà người ta lấy 120 triệu của bà được, đúng không? Đó, tôi nói cái chi tiết 120 triệu với cái dây chuyền vàng á, là cái chi tiết đó, đó là cái chi tiết là đã thấy bà xạo láo rồi. Đó là cái người cái tâm địa không tốt rồi. Rồi một cái thứ hai nữa, bây giờ bà kháng cáo, bà thấy ông Thịnh này một năm tù bà chưa hả dạ, bà muốn nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là bà muốn đền bù nhiều hơn, bà đòi đền 350 triệu. Bây giờ ông Thịnh này ông bị phạt một năm tù rồi, 74 triệu, 75 triệu rồi, cũng chưa vừa lòng bà hay sao? Như thế thì cũng đủ rồi. Bản thân ông Thịnh này ông trả cái giá như vậy là quá đắt rồi đó. Nếu mà con người người ta đàng hoàng á thì thôi đi ha. Mà trong cái quá trình này thì bà phải hỏi lại bà Lan, em của bà, là có thiếu nợ người ta hay không đó, có gây gỗ gì mà để cho họ tới đòi nợ, không, họ tới liên tục, đúng không? Ông Thịnh này ông cũng không có bị điên, ông Thịnh này ông không có phải là bị tâm thần. Nếu bà Lan mà không thiếu nợ ổng á, mắc mớ gì ổng tới ổng đòi, đúng không? Có lửa thì mới có khói đó. Ăn giật của người ta, ăn giật cái tiền mồ hôi nước mắt của người ta, rồi người ta tới người ta đòi, rồi bây giờ cuối cùng mới là làm cho người ta dính vô dòng lao lý, người ta phải ở tù, người ta phải đền tiền bạc tiền mất tật mang đó. Tôi nói bây giờ ông Thịnh ông bị như vậy thì thôi nặng rồi, được rồi ha. Còn cái gì nữa, đòi cái gì nữa ha? Trong khi bản thân mình cái lý lịch của mình cũng đâu có tốt mình thì cũng đâu có gọi là phải là tội nghiệp gì lắm đâu, đúng không? Không có lửa sao có khói, mình là cũng dạng thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật, thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật mà đó. Rồi bây giờ ông Tơ Thịnh này ông đi tù một năm tù rồi, rồi ai nuôi vợ nuôi con ổng, đúng không? Rồi dị nghị với xóm làng, đúng không? Ra tù thì cũng có án tích đó. Rồi con cái sau này nó lớn lên, nó đi học hay làm việc gì mà có người cha tù tội vậy, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của con cái của ông Thịnh này. Thôi đủ rồi, được rồi ha. Còn kháng cáo đồ nữa, đúng không? Tận cùng của sự khốn nạn, thôi được rồi, đủ rồi ha. Rồi bây giờ thì còn nói là phải bỏ tù những cái youtuber này, thì youtuber thì biết rồi. Ok, ví dụ youtuber thì cái này khỏi cần kháng cáo, nhà nước người ta làm, người ta đủ cơ sở thì người ta xử lý thôi. Ví dụ những youtuber này chỉ cái tội là tội gây rối,
cái tội gây rối mất an ninh trật tự nơi công cộng thì có thể hắn có khung rồi, luật pháp Việt Nam mình có khung có khoản hết rồi, chứ không phải muốn phạt là phạt đâu, nó phải có cái trong khung nào hết rồi. À, ví dụ như bây giờ mà không có hành hung, không đánh người, không gây ra thương tích, giờ ông Thịnh ông đánh người không thì ông chịu rồi đó. Còn mấy youtuber này nó làm mất trật tự công cộng thì bên tòa án người ta cũng đã xử phạt hành chính rồi, xử phạt hành chính hoặc là cảnh cáo đồ các kiểu rồi, có khung có hình hết rồi. Chứ bây giờ bà còn bà được voi bà đòi hai bà trưng, được voi đòi hai bà trưng à, cái kiểu mà giống như là cạn tàu ráo máng vậy à, chưa hết đâu. Nếu tôi nói thiệt, bà với bà Lan mà coi được clip này, hai bà tự hỏi nha. Cái thứ nhất có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất dành cho bà Đinh Lan là bà có thiếu ông Thịnh hay không, bà có thiếu nợ tiền ông Thịnh hay không. Đó, câu trả lời chỉ có trong lòng bà biết, đúng không? Bây giờ đưa ra giấy tờ, ra luật pháp thì có thể ông Thịnh ông thua, tại vì không có những cái hợp đồng này nọ thì ông sẽ thua. Nhưng mà về lương tâm, đạo đức con người là bà có thiếu nợ tiền ông Thịnh hay không. Câu hỏi này dành cho bà Lan. Câu hỏi thứ hai là dành cho bà giáo viên đó, đó bà thầy giáo tháo giày bà Đinh Thị Chiên đó, là bà có bị mất 120 triệu thiệt không, bà có bị mất dây chuyền thiệt không à, giờ bà vu khống cho ông Thịnh à. Cái thứ hai là bà thấy ông Thịnh đền bù bà vậy có thỏa đáng chưa, họ đi tù vậy bà chưa hài lòng hay sao à, đó là những câu hỏi dành cho tự đặt ra trong cái vấn đề đó, là bản án lương tâm, tòa án lương tâm đó, chứ không phải là về cái tòa án dân sự tòa án lương tâm đó. Rồi ví dụ như tòa sẽ xử, tòa sẽ xử thì giống như là có công thì thưởng mà có tội thì phạt đó. Ông Thịnh thì ông nóng nảy thì bây giờ ông cũng chịu thôi, nhưng mà còn một cái tòa án khác nữa, đó là cái tòa án lương tâm. Và cái hình phạt mà không phải là do bên phía tòa án đưa ra, cái hình phạt đó là do cái cuộc đời nó đưa ra, đó là cái quả báo, cái nghiệp à. Mà cái hình phạt á, dù tòa án đưa ra 1 năm tù thì nó còn nhẹ, nhưng mà cái nghiệp mà để mà trả là nặng lắm, có thể là nó tới đời con đời cháu mình cũng phải gánh cái nghiệp đó, nghe chưa, nó gánh cái nghiệp đó quý vị à. Tụi nó không phải giỡn đâu à, bây giờ là quả báo nhãn tiền đó, cái luật hoa quả bây giờ không chừa một ai hết luật hoa quả bây giờ nhanh lắm đó, người ta cái không phải chờ tới kiếp sau mới trả báo đâu, nó trả ngay cái kiếp này luôn mà trước mắt luôn nha à. À, rồi cái thứ nhất nữa là gì, để giữ lại một chút gì đó đi à, trong con mắt của mọi người ha à, sau này còn làm ăn, còn hợp tác, còn ra đời ngước mặt lên nhìn mọi người, chứ không phải là sống trong cái drama này không đâu ha à, cho nên tôi thấy vậy là tôi thấy khốn nạn quá, còn kháng cáo kháng đồ nữa thôi bớt đi nha à, để mà nhắm mắt lìa đời á, mình thở một hơi thở cho nó thanh thản ha à, xuống đó là quỷ sứ nó khiêng nó dục vô trong vặt dầu, nó cứ cưa làm đôi làm ba thì hồi đó la làng la sớm đúng không đó, cho nên á tôi nói thì với hy vọng là bà Lan với lại chị bà Lan á, có coi kênh của Sơn Sàm nha, đó coi được clip này để mà mình đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình đó, đặt ra những câu hỏi cho cái lương tâm của mình ha. Đó rồi ok, bây giờ tôi bán hàng chuyện ai thì về nhà nấy xử, giờ tôi bán hàng đã. Dạ đây đây, trên kênh YouTube của em ở trên cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha, các anh chị truy cập vào đây cả 100 sản phẩm nha, sức khỏe làm đẹp hàng Nhật chính hiệu nha, 100% made in Japan nha quý vị. Đó thì em xin giới thiệu một vài món lên đây cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đó đây là cái viên uống collagen quay pH Actec pH nha, đây là viên uống bổ sung collagen, nó làm cho da mặt mình đẹp nha, càng uống càng đẹp, da mặt mình trắng hồng rạng rỡ, các anh chị nam nữ BD đều dùng được hết nha. À là ồ la la rồi cái này là bổ sung collagen, một hộp này là 120 viên, mỗi ngày uống 2 viên, uống sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ nha. Đó da mặt rất đẹp luôn, hộp này uống được 2 tháng nha, 2.150.000, 2.150.000 miễn ship ở Việt Nam nha. Rồi cái này cũng là collagen pH luôn, nhưng mà cái này là dạng bột, cái này là dạng viên nha, cái này là dạng bột thì trong này nó có 30 gói, mỗi ngày mình uống 1 gói nha. Rồi hộp này uống 1 tháng đó, mình pha với nước ấm nè, nước trái cây nè, nước chanh gì cũng được nha. Đó da mặt rất đẹp luôn.
thì hộp này uống 1 tháng là em bán 900 ngàn một hộp. Các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp á, là em giảm còn 850 một hộp thôi nha. Đây là collagen dạng bột, đây là dạng viên, còn dạng nước nữa nha. Dạng nước thì ở trong cái Zalo này các anh chị cứ vào đây tìm hiểu nha. Đó, dạng nước thì mình để trong tủ lạnh, nó lạnh uống rất là đã luôn. Đó, rồi đông trùng hạ thảo đồ các kiểu. Nên đây là hoạt huyết dưỡng não nữa nè. Đây là hoạt huyết dưỡng não Yonosi cũng của Nhật Bản luôn. Đây là hàng của công ty Nhật Bản đàng hoàng ha. Mẫu mã mã vạch các kiểu, hàng bao tiêu chuẩn luôn các anh chị. Đó, phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là trả lại cho em. Em hoàn tiền gấp 10 nha. Rồi cái này là hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè. Đó các cô chú anh chị mình, những người trung niên lớn tuổi mà bị thiếu máu não đó, hoa mắt, chóng mặt, tê tay, tê chân rồi đó. À, hay đứng lên đầu óc mình nó xoay vòng vòng đó quý vị, là bị thiếu máu não nè, rối loạn tiền đình nè, giảm trí nhớ nè, mất ngủ nè. Đây thì cái này đây bổ não, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Một hộp này 300 viên nha, 300 viên uống được hơn 2 tháng, 3 tháng gì đây. Đó, thì hộp này em bán 3,5 triệu, 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam. Các anh chị ở nước ngoài em tính thêm phí ship nha. Rồi đây là Nano Trị Gút nè. Đó, Nano Trị Gút nè. Đó, gút nè ha. Nano Trị Gút, các anh chị nào mà đầu ngón chân, đầu ngón tay đùng mà nó sưng rồi đó, thì những cơn đau do gút hành hạ thì cái này nó giúp là cân bằng cái nồng độ uric, cũng như là giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. Đó, vì gút rất là tốt luôn. Một hộp này 90 viên uống 1 tháng nha quý vị. Một liệu trình là 3 hộp nha. Đó, hộp này là 2,1 triệu nè. 2,1 triệu này về gút nè, Nano nè. Đó, rồi cái này là dạ dày cô qua đây quý vị. Dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua của Nhật Bản này. Cái này là chiết xuất 100% từ lá tía tô. Đó, các anh chị nào mà bị ở nóng nè, ở chua nè, đầy hơi nè, ăn không tiêu nè, hơi thở có mùi nè, đó, viêm loét dạ dày nè, đây thì cái dạ dày cô qua rất tốt. Một ngày uống 4-5 viên nha. Mình uống với nước ấm, mình uống trước khi ăn nha. Đó, vì dạ dày bao tử hết sạch luôn nha. Hộp này là 750 ngàn, 750 ngàn dạ dày cô qua. Đó, còn very nhiều ở trong này, rất là nhiều trong Zalo. Các anh chị mình là kết bạn Zalo với Sơn Sàm nha, kết bạn Zalo với Sơn Sàm trong này. Đó, vô đó tham khảo coi có cái món nào biết đâu mình cần thì sao ha. Đặc biệt hàng này là hàng của gia đình em bán 14 năm rồi chứ không phải em mới bán đây nha quý vị. Rồi, hàng của gia đình em chứ em không quảng cáo cho ai hết. Đó, các anh chị gọi số này thì gặp trực tiếp Sơn Sàm sẽ tư vấn và gói hàng, gửi hàng cho quý vị mình luôn nè. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Ồ la 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 la. Rồi, chúc tất cả quý vị một buổi tối tràn đầy niềm vui, sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video clip sau. Yeah.